Thôi mấy dòng của tao nè, ZT140 Blood nè. Mẫu này mẫu 22 là bình xăng sắt rồi đó. Sản phẩm bảo hành 2 năm nha. Đây. ZT. Mẫu mới thì sẽ cải tiến tốt hơn mẫu trước bà con. ZT nó cải tiến một chút, qua GT cải tiến chưa đạt thì qua ZT nó cải tiến đạt hơn. Lúc nào mới cũng cải tiến đạt hơn chứ. Khắc phục cái lỗi của GT hồi xưa bị lỗi, nó làm cho ZT hoàn thiện hơn. Chứ không phải hàng mới sản ngon đâu, hàng mới nó chất lượng hơn hàng kia. Khắc phục cái lỗi của ZT GT xưa lỗi. Nó sau này càng ngày nó càng bền hơn. Hồi xưa đèn li-ông không sáng, đây đèn LED nó sáng. Với phần hồi xưa bình dầu xỉa vô nước. Nãy che này luôn à, bao vô nước luôn. Cái bao bụi vô luôn à. Có cải tiến chứ không phải là gì, nó cải tiến tốt hơn cái đời trước. Cái tê có 125, 140, 155. Đây. Ủa, cái này màu trắng hả? Này có đề. Cái này là 115. 125 hay 55. 155 màu trắng, đổi mẫu rồi. 155 tên màu trắng. Có đề. Con này có đề. Không, thường thường cái màu cái tem màu tem màu màu nâu màu đỏ vậy đó. Ở trong thì vẫn vậy. 2022 thay đổi mẫu, thay đổi tem chứ không gì. Đây là TF Indonesia nè. TF gồm có 120 nè, 150, 110 là mẫu mới nha. 150 là mẫu Indo nè, mẫu mới nè. Đó là mẫu mới, mẫu thể thao. Đây mẫu 90 này sao luôn nè. Còn là đèn này chống chống da chạm trong nè. Còn mẫu truyền thống đây, 160. Mẫu này có mặt trên thị trường trên 40 năm rồi nè, cái mẫu này nha. Còn má là máy mới nè, 160. Mẫu truyền thống nè, mẫu đẹp. Mẫu này nhìn hoài nó không chán. Mẫu quá đẹp. Thằng này là mẫu đèn. Nè, đời xưa nó không cần đèn, tại vì mấy này gắn cắt điện không à. Mà nó đẹp. Nhìn hoài nó cảm giác nó đẹp. To thiệt. Con này chạy cả đời à. Đây tem nhập khẩu luôn nha. Đầy đủ luôn. Bảo hành năm nó có lỗi có đề không có đề con, đặc biệt 160 là có đề chứ không đề. Không, Indonesia luôn. Đây, mẫu 90 không rồi, con chuộng mẫu 90 mẫu bơm nước rồi nè. Này. Cái nhập khẩu luôn nè. Jakarta là thủ đô của Indonesia. Rồi, con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707.